Những người nhà trời xin nồng nhiệt chào đón quý khách có mặt tại sân khấu biểu diễn nhạc nước. Kính chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Để mở đầu chương trình, kính mời quý khách cùng thưởng thức ca khúc Hào khí Việt Nam. Người áo bắn đó. Thank you.
Francis, Joao Rosalana trình diễn đã từng đoạt giải sáng tác ca khúc Eurovision lần thứ 49 và được khán thính giả Việt Nam biết đến với bản dịch tiếng Việt có tựa đề Vũ điệu hoàng giả. Vũ điệu còn chen không? Yeah.